Chào mừng bạn đã đến với kênh của Mẹ Bà Hân. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau một cách tỉa hoa từ cái miếng bí ngô nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Các bạn cũng hoàn toàn có thể tỉa ra được những bông hoa xinh xắn, đẹp mắt. Và chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu 9 lợi ích cho sức khỏe rất ấn tượng từ bí ngô. Bí ngô thứ nhất, nó là một loại quả có rất nhiều chất dinh dưỡng, cụ thể là chất của vitamin A. Bí ngô chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm nguy cơ các bệnh về mãn tính. Bí ngô chứa các vitamin hỗ trợ hệ miễn dịch. Và vitamin A ở trong bí ngô có thể giúp bạn bảo vệ thị lực. Mật độ dinh dưỡng và lượng calo thấp nên nó là một trong những nguyên liệu để giúp chúng ta có thể giảm cân. Điều thứ sáu, đó là bí ngô chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư. Điều thứ bảy, kali, vitamin C và chất xơ rất tốt cho tim mạch, có rất nhiều ở trong bí ngô. Điều thứ tám là bí ngô chứa các hợp chất giúp da bạn khỏe hơn. Và điều thứ chín là bí ngô cực kỳ linh hoạt trong chế biến và dễ thêm vào các chế độ món ăn. Đúng là như vậy, bí ngô rất là ngon miệng, đa dụng và dễ dàng để thêm vào chế độ ăn uống của bạn. Với hương vị ngọt ngào của nó, giúp nó trở thành một thành phần phổ biến trong các món ăn như sữa trứng, bánh kép. Tuy nhiên, bí ngô cũng rất ngon miệng trong các món ăn như rau luống, súp và mì ống. Và hạt của bí ngô cũng có thể ăn được và chứa rất rất nhiều chất dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Và dù bí ngô rất là tốt, nhưng chúng ta cần lưu ý, những ai thì không thể ăn được bí ngô nhé. Bí ngô rất lành mạnh và được coi là an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, một số người có thể dị ứng sau khi ăn bí ngô. Nó cũng được coi là thuốc nội tiểu nhẹ và có nghĩa là ăn nhiều bí ngô thì có thể gây ra phản ứng giống như khi bạn uống thuốc lợi tiểu, làm tăng lượng nước và muối cơ thể bạn thải ra ngoài qua nước tiểu. Tác dụng này có thể gây hại cho những người dùng một số loại thuốc, như các loại thuốc lợi tiểu có thể làm suy giảm khả năng loại bỏ thuốc lợi tiểu trong cơ thể bạn, gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Và đặc biệt là bí ngô thì rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng một số cái loại đồ ăn vặt từ bí ngô thì có thêm rất nhiều đường, cho nên chúng ta cần lưu ý khi ăn để làm sao cung cấp cho sức khỏe được một cách tốt nhất. Và bạn thân mến, trong nghệ thuật cắt tỉa rau củ quả thì bí ngô cũng là một trong những loại nguyên liệu mà được sử dụng rất rộng rãi và được yêu thích. Bởi vì cái màu sắc của bí ngô nó có một cái màu vàng tươi, khi lên sản phẩm thì rất là đẹp. Và đặc biệt là bí ngô khi đã già thì nó sẽ không để lại nhiều nhựa. Và sau khi tác phẩm cắt tỉa xong thì các bạn có thể để được với thời gian lâu, bảo quản lâu hoặc thậm chí là khi chúng ta đun nấu hấp thì nó vẫn giữ nguyên được cái tác phẩm của chúng ta. Vậy cho nên trong những cái nguyên liệu để tạo lên các tác phẩm cắt tỉa thì bí ngô cũng là một trong những nguyên liệu mà được lựa chọn nhiều. Thế nhưng nó lại không được ưu ái là bởi vì thứ nhất, nó giá thành nó khá đắt đỏ hơn so với cà rốt. Thứ hai là nó khá là cứng. Với những nghệ nhân mà tay yếu thì khi tỉa nó thì cũng khá là đau tay. Đặc biệt với những bà, những mẹ nội trợ như mẹ bà Hân chẳng hạn, thì cái việc lựa chọn cái sản phẩm từ bí ngô nhiều khi mình cũng rất là cân nhắc. Ví dụ như khi mình làm những video về hoa bí ngô thì mình phải nghỉ tới 2 3 ngày sau đó, bởi vì cái tay mình sau khi mà tỉa xong mình rất là đau, cái tay của mình nó không được khỏe. Những bạn nào mà đặc biệt là các Caravinh Lam ấy, thì người ta làm những các cái tác phẩm từ bí ngô rất là đẹp các bạn, đặc biệt là các tác phẩm về rồng phượng mà làm từ bí ngô thì cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay thì tản mạn một chút về bí ngô, những công dụng tuyệt vời của bí ngô và chia sẻ với các bạn một cái mẩu bí ngô nhỏ nhỏ xinh xinh. Chúng ta đã có thể tạo lên được một bông hoa từ bí ngô để trang trí. Và cái mẩu này thì các bạn hoàn toàn có thể hấp hoặc có thể nấu canh. Nấu canh thì chúng ta nấu canh chín nhanh thì cái hình của bí ngô nó sẽ vẫn còn và vẫn rất là đẹp. Chúng ta có thể trang trí được các bạn nhé. Mẹ bảo Hân thì luôn luôn có những cái mẫu hoa tỉa khối nguyên khối
và tất cả những tác phẩm đều có thể sử dụng để ăn được, bởi vì mình không sử dụng keo 52 các bạn nhé. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và hãy đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mẹ Hân. Cùng với đó là hãy gọi điện cho mẹ Hân qua số 0977 659 472 để có thể mua được sản phẩm trà hoa cúc, kim cúc tại mẹ hân.com nhé.